Bản tin địa ốc 24 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2024. Người mua bất động sản đang thăm dò thị trường. Đề xuất quy định bán biệt thự 300 tỷ không phải lập doanh nghiệp. Cho phép bán nhà ở dự án Ocean Park 2 3 cho người nước ngoài. Khu đô thị 3.800 tỷ đồng ở Thái Nguyên tìm chủ. Doanh thu kinh doanh bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 5 tỷ đô la người mua bất động sản đang tham dò thị trường. Dựa trên dữ liệu lớn và nghiên cứu thị trường qua các chu kỳ phát triển, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn dự báo trong vòng 2 năm tới, thị trường bất động sản Việt Nam có thể đi qua các giai đoạn như đảo chiều, thăm dò, củng cố, khởi sắc và ổn định. Ở mỗi giai đoạn, người mua sẽ ưu tiên những yếu tố khác nhau để lựa chọn bất động sản. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2024, thị trường vẫn đang thăm dò, Người mua ưu tiên các yếu tố chắc chắn như phục vụ nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng, có chính sách hỗ trợ tài chính tốt, bên cạnh đó là lợi suất cho thuê ổn định và tối ưu các loại chi phí. Ở giai đoạn này, chung cư thu hút lượng quan tâm lớn và ghi nhận thanh khoản tốt nhất trong các loại hình bất động sản. Bước sang thời kỳ củng cố, dự kiến bắt đầu trong quý 1 năm 2025, người mua và nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn với các yếu tố tài chính, pháp lý nhưng vẫn ưu tiên các sản phẩm phục vụ ở thực và mang lại dòng tiền tốt. Lúc này, các yếu tố tiền tệ thuận lợi hơn, loại hình chi phí cao như nhà riêng, nhà phố sẽ dần cải thiện về lượng giao dịch. Ông Nguyễn Quốc Anh dự báo từ quý 2 năm 2025 đến quý 4 năm 2025 có thể là giai đoạn khởi sắc. Từ đầu năm 2026, thị trường bất động sản bước vào chu kỳ ổn định. Đề xuất quy định bán biệt thự 300 tỷ không phải lập doanh nghiệp. Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, Haro Area Vừa có văn bản góp ý đề nghị sửa đổi tiêu đề và khoản 2 điều 7 dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản, góp ý về dự thảo, ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch HDO Area cho rằng khoản 2 điều 7 dự thảo quy định đối với các trường hợp kinh doanh bất động sản có tổng doanh thu không quá 300 tỷ đồng là chưa có căn cứ pháp luật và cũng chưa phù hợp với thực tiễn, đồng thời tạo ra biệt lệ cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chưa đảm bảo tính bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Do đó, ông Châu đề xuất cá nhân mua bán nhà đất có tổng doanh thu dưới 100 tỷ đồng, chuyển nhượng tối đa 10 lần trong năm, trường hợp chỉ bán một nhà ở hoặc một sản phẩm bất động sản trong một năm thì không áp dụng quy định có tổng doanh thu quy định tại khoản này. Ngoài ra, khoản 2 điều 7 dự thảo nghị định chưa dự liệu trường hợp cá nhân chỉ bán một nhà, một sản phẩm bất động sản có giá trị lớn, có thể có giá lên đến 2-300 tỷ đồng hoặc có giá cao hơn như bán một biệt thự hoặc một biệt thự du lịch hoặc một căn hộ penthouse siêu sang do mình sở hữu hoặc được thừa kế thì cũng cần bổ sung vào khoản 2 điều 7 dự thảo nghị định quy định các trường hợp này không phải thành lập doanh nghiệp mà chỉ phải nộp thuế cho nhà nước theo quy định. Cho phép bán nhà ở dự án Ocean Park 2 3 cho người nước ngoài. Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản gửi công ty cổ phần Vinhomes cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài sở hữu nhà đối với khu đô thị sinh thái Dream City, huyện Văn Giang và khu đô thị Đại An, huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Theo Sở Xây dựng Hương Yên, vị trí của hai dự án Dream City, Ocean Park 2 và Đại An, Ocean Park 3 không nằm trong khu vực cần phải đảm bảo an ninh, quốc phòng tại Hương Yên, thuộc khu vực mà tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu. Số lượng nhà ở riêng lẻ mà tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 250 căn tại mỗi dự án số lượng căn hộ nhà ở chung cư mà tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó. Sở xây dựng Hưng Yên cũng lưu ý Vinhomes chỉ được phép bán nhà ở cho tổ chức cá nhân nước ngoài khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện và với số lượng tối đa nêu trên. Khu đô thị 3.800 tỷ đồng ở Thái Nguyên tìm chủ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên vừa đưa ra thông báo mời đầu tư đối với khu đô thị Nam Tiến 2 tại phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 3.403 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư gần 422 tỷ đồng, diện tích khu đất rộng gần 35,3 ha, hiện trạng chưa giải phóng mặt bằng, thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện là ngày 29 tháng 7. Địa phương yêu cầu nhà đầu tư đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi danh giới của dự án theo quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo đồng bộ, kết nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án đồng thời đầu tư xây dựng các công trình nhà ở liên kề, chung cư hỗn hợp và công trình thương mại dịch vụ. Tiến độ đầu tư không quá 50 năm tính từ ngày giao đất cho thuê đất. Tiến độ thực hiện từ quý 2 năm 2024 đến hết quý 3 năm 2029. Trước đó, khu đô thị Nam Tiến 2 đã được địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 13 tháng 6. Doanh thu kinh doanh bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 5 tỷ đô la Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản của thành phố ước đạt 123.887 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2023, tăng trưởng kinh doanh bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh là âm 6,38%. Tuy nhiên, đến năm 2024, kinh doanh bất động sản đã tăng trưởng dương trở lại, từ mức tăng 2,51% trong quý 1 đã lên 2,94% trong quý 2 năm 2024. Thị trường bất động sản đã bước qua thời kỳ trầm lắng khi các chính sách có liên quan phát huy được hiệu quả, lãi suất cho vay giảm, khả năng tiếp cận nguồn vốn của người dân và doanh nghiệp tăng lên. Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh nhận định, trong 6 tháng qua, số lượng doanh nghiệp được cấp phép hoạt động đối với bất động sản có 570 doanh nghiệp và vốn đăng ký đạt 27.851 tỷ đồng, tuy giảm 17,3% về số lượng cấp phép so với cùng kỳ nhưng tăng 4,1% về vốn.